Vâng, xin gửi lời chào tất cả các bác cùng các anh em trên toàn quốc. Hôm nay em sẽ giới thiệu một mẫu, gọi là hai mẫu, một Li Fan, một dòng máy của Đài Loan. Bước đầu sơ qua một chút, em ở Bắc Giang, em dùng số điện thoại kia. Anh em nào có mua hàng ấy thì phương thức là em ship hàng toàn quốc nhé. Cái giá thì anh em cứ gọi trực tiếp số điện thoại kia, vì cũng nhiều người bán mà, nên là em anh em cứ gọi điện trực tiếp. Nên em sẽ giới thiệu sơ qua một chút về cái dòng máy này. Đây là con máy 3 số tiến 1 số lùi nhé, để dành cho anh em chế và tất cả các dòng xe chế, hoặc là anh em khuyết tật mà có xe rồi nhưng mà không có số lùi. Cái máy đặc biệt nó có số lùi anh em nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết một chút này. Đây, cái dòng máy này sẽ là 3 số tiến. Thì là 3 số tiến thì nó quay về trước này. Đấy, xong anh em về mo một giữa một chút, 3, 2, 1 anh em về lại, nó không phải số tròn nhá. Đấy, chi tiết một chút, xong anh em lùi ở sau. Là cái này nó sẽ lùi, có trực tiếp lùi nhông xích nhá. Đấy, nói thế cho anh em dễ hiểu. Đấy, cái tất cả các dòng máy này mình sẽ bao gồm là chế hòa khí này, lọc gió này, cổ hút. Đấy, và theo một cần số này. Đấy, anh em lưu ý một chút là như vậy nhá. À, mình quay chi tiết nên nó giống con máy Supercoop 50 hoặc là máy 82 ấy. Nhưng mà cái dòng nó có đề nhưng mà nó không có cần khởi động nha, một số lùi lên là không có cần khởi động. Máy của nó công suất là 125 in lên đầu lòng hơi đấy nhá. Đấy, đấy, quay chi tiết một chút đấy, khá cụ thể về cho anh em quay sát đến luôn đấy, cho anh em xem cho nó kỹ đấy. Máy rất chị đẹp, hàng mới nhá, nguyên thùng luôn. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng trước khi nhận. Đấy, yên tâm là không bao giờ có cái chuyện là lừa đảo gì ở đây cả. Là hàng này anh em ở thiện chí thì anh em mình gọi điện trực tiếp đặt hàng. Hàng ship COD qua bưu điện, ship hàng toàn quốc nhá. Đấy, máy đẹp chi tiết, máy mới luôn, không phải máy cũ đâu nhá. Không phải hàng mông lại. Đấy. Đây, giới thiệu con thứ hai là con máy Li Fan 110. Đấy, trông nó mình để hơi bụi một chút. Li Fan 110 nhá. Đấy, con này thì mình đang shop của mình còn rất nhiều. Đấy, mấy chục con rồi. Đấy, anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại. Nó đi theo cũng là đi theo bộ luôn, có cả chế hòa khí này, cần đạp, cần số, cổ hút thế thôi. Chứ còn cái bộ phận khác, mô bin sườn mấy ấy thì mình không nó không đi theo được. Đấy, quay chi tiết bên này. Đấy, con máy này ưu điểm là chia đẹp. Đấy, máy đầu lòng lắp giống con Sirius luôn. Đấy, anh em là thay máy con Sirius rất chi đẹp, mà máy cực chi là rất chi là bền. Phản hồi khách hàng mua con này mình bán khá nhiều. Anh em nhớ đăng ký kênh ở cuối cái nút góc màn hình ấy, có đăng ký kênh thì sau nó có những cái video nó hay, anh em bấm chuông nhé. Đấy, chuông thì nó sẽ có hiển thị luôn trên đấy, là anh em sau có con máy nó phù hợp với anh em có thể mua. Đấy, còn trên cái của mình còn rất nhiều loại máy hay, rất chi nhiều dòng. Đấy, anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với mình. Đấy, các bác là nhu cầu đấy, có tất cả hai dòng máy. Đấy, em quay em giới thiệu sơ qua như vậy thôi. Đấy, máy của em toàn máy mới nhá, hàng ship COD toàn quốc qua bưu điện, rất chi dễ dàng mà. Đấy, quay thì chi tiết em nói rất chi dễ. Giờ em ở Bắc Giang, anh em là cũng bảo mua khó, không bao giờ khó hàng. Anh em chỉ cần ngồi ở nhà, anh em thích cái máy như này, có máy như này luôn, không cần phải đi đâu hết. Hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng, không đúng như mẫu má mình quảng cáo ở trên clip, anh em bảo tôi không lấy, anh em không mất một cái gì cả. Đấy, hàng rất chi đấy. Còn những nhiều bác sẽ tiếp cận bưu điện đấy. Đây, quay một chút phần sơ qua đã cho các bác anh em xem. Đấy, máy mới, máy màu trắng. Còn con Li Fan thì nó máy màu lâu. Đấy, hàng mới, chất lượng. Làm lại con máy bây giờ anh em cũng phải là làm lại mất độ 2-3 triệu rồi. Con này mua thì mình bán nó cao hơn một chút. Đấy, anh em sửa máy. Đấy, nói ưu điểm con này nó rất chia nhiều, tiện lợi. Đấy, rất chi tiện lợi, lùi luôn trực tiếp lại trong máy luôn. Đấy, rất chi đẹp. Rồi, cảm ơn các bác cùng các anh em đã xem video của mình nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh để sau ủng hộ kênh, có clip nó hay nữa thì có thể đến với anh em được. Chào tất cả anh em trên toàn quốc.